Trong chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên các cấp, xây dựng được một công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 50 triệu đồng, 30 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 835 triệu đồng, gần 350 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá trên 580 triệu đồng, tổ chức sửa chữa, làm mới được hơn 70 km đường giao thông nông thôn trị giá trên 460 triệu đồng, tham gia hỗ trợ xây dựng mô hình thắp sáng được trên 8 km đường thôn với tổng trị giá là 130 triệu đồng. Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng một mô hình thôn sáng xanh sạch đẹp. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo mà công tác đoàn thanh niên của tỉnh Lạng Sơn đã có cách làm phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tạo được nhiều dấu ấn trong hè năm 2021 này.